cuộc tấn công kinh hoàng. Quân đội Ukraine khai hỏa lần nữa pháo 155mm tấn công đoàn xe bọc thép của Nga. Bản tin Chiến tranh Thế giới xin kính chào quý khán thính giả và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và an lành trong cuộc sống. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, quân đội Ukraine vào hôm qua đã phát hành video quay cảnh quân đội Ukraine pháo kích nhắm vào các mục tiêu là đoàn xe bọc thép của Nga với pháo 155mm. Một chỉ huy hoạt động phía Nam cho biết lựu pháo M777 bắn với tốc độ chính xác cao cùng với tên lửa có tầm bắn tối đa lên đến 40km hoặc là 24 dặm. Cuộc tấn công được bao phủ bởi một phạm vi bắn lên đến 1.250km² hoặc là 482 dặm vuông. Ngoài ra M777 có hệ thống kiểm soát kỹ thuật số, ngay cả các đồng nghiệp từ NATO cũng ngạc nhiên bởi cách vận hành khéo léo của các xạ thủ Ukraine khi họ đang sử dụng vũ khí kỹ thuật quân sự cao. Người lính pháo binh kết hợp nhuần nhuyễn những thao tác đặc biệt trên hệ thống. Được biết hệ thống M777 hiện vẫn sử dụng bởi lực lượng mặt đất của Úc, Canada, Ấn Độ, Saudi Arabia, Ukraine, Hoa Kỳ. Cảnh phim cho thấy 7 lựu pháo bắn trúng vào các mục tiêu của Nga được chia sẻ trên Twitter bởi Bộ Quốc phòng Ukraine. Với việc lực lượng pháo binh đã hoàn thành cảnh quay trực tiếp bằng lệnh tác chiến từ phía Nam, M777 lựu pháo 155mm, cảnh quay cho thấy về sự tàn phá của một trung đội súng Lunaka của Nga. Đơn vị kiểm soát hoạt động của Kharkiv, Lunaka là pháo kéo của Liên Xô, hệ thống cỡ nòng 120mm, bao gồm một khẩu đại bác, lựu pháo và súng cối. Nó được thiết kế cho các tiểu đoàn pháo binh của không quân, lữ đoàn xung kích. Trong khi đó, những người lính của sư đoàn 80 tách biệt với lữ đoàn tấn công đường không. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hai chiếc T-90 hiện đại của Nga. 5 xe tăng Vladimir với hệ thống tên lửa phòng không được công bố. Lực lượng vũ trang của Ukraine, chúng tôi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và tiêu diệt những kẻ xâm lược Nga. Những hình ảnh đi kèm dường như cho thấy một chiếc xe tăng sau khi bị bắn trúng, trong khi cái thứ hai đang được nhắm mục tiêu và bị phá hủy sau đó. Một báo cáo từ tháng trước khi quân đội Ukraine cũng thông báo rằng 4 xe tăng T-90 của Nga đã bị phá hủy theo cách tương tự. Video về cuộc tấn công đó đã được đăng lên mạng xã hội cũng như trên video. Các dịch vụ chia sẻ YouTube xe tăng T-90 của Nga có nguồn gốc từ thời Liên Xô và thay thế dòng T-64, T-72 và T-80. Những chiếc xe tăng này thường mô tả là sự pha trộn giữa cũ và mới, dựa vào thiết kế xe tăng truyền thống của Liên Xô có từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Xe tăng sau này được coi như là một tiến bộ thế kỷ, bao gồm tự động nạp pháo và giảm quy mô của phi hành đoàn, dẫn đến trang bị vũ khí nhỏ và gọn hơn. Sản xuất xe tăng đã giảm trong nhiều năm trước khi giải thể Liên bang Xô Viết. T-90 được sản xuất cấp thấp, chấm dứt vào cuối những năm 1990 do thị trường trong nước. Khoảng 120 xe tăng T-90 đã được chuyển giao. Đối với lực lượng mặt đất của Nga, được sản xuất theo một phiên bản nâng cấp, T-90 được tiếp tục sản xuất vào năm 2004. Kremlin đã chào hàng về khả năng của T-90, đôi khi được gọi là Vladimir để vinh danh nhà thiết kế chính Vladimir Putin. Tuy nhiên, biệt danh cũng được sử dụng giữa các lực lượng Ukraine như một cách để chế nhạo. Mới đây, một vụ tấn công trong toa xe làm nổ tung đường sắt, cầu nối giữa Animaka và Tuhest, cản trở nỗ lực hậu cần của Nga. Quân Ukraine cũng đã làm nổ tung một tuyến đường sắt, tiêu hủy nhiều bom đạn chuyên trở đến chiến trường cho quân đội Ukraine. Ukraine còn tổ chức huấn luyện các vụ ám sát và cố gắng ám sát các quan chức ở Kherson và Zaporizhia. Mới đây, Thủ tướng Anh cho hay Anh sẽ đào tạo 10.000 binh lính Ukraine trong vài tháng tới. Ukraine báo cáo một con số gợi ý rằng Ukraine có thể đang chuẩn bị nhân lực để thúc đẩy phản công vào Nga tại các khu vực bị chiếm đóng Luhansk Oblast, cho biết lực lượng Nga đang ép buộc những người đàn ông nhập ngũ bằng các biện pháp cưỡng bức. Phần tiếp theo của chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin. Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công một lần nữa vào 3 kho đạn dược của Nga với sự hỗ trợ của xe chiến đấu Mỹ gần Kherson. Kính thưa quý vị và các bạn, hãng CNN mới đây đưa tin khi đưa ra một cảnh quay cho thấy nhiều tiếng nổ long trời lở đất, sau đó khói lửa bay ngập trời, được cho là kết quả của cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào các kho chứa đạn dược của quân Nga trong vùng Kherson. Thống kê sơ bộ cho thấy có ít nhất 17 lính Nga chết trong cuộc tấn công ở vùng Kherson do Nga chiếm đóng. Theo các quan chức địa phương cho biết, lực lượng vũ trang của họ đã sử dụng tên lửa pháo cơ động cao do Mỹ cung cấp thuộc hệ thống tên lửa tầm cao để tiêu diệt mục tiêu thành công nhiều kho đạn của Nga. Depot ở Nova Kharkova, một thành phố nằm cách phía đông của thủ phủ Kherson,
hiện do Nga chiếm đóng. Cố vấn cho người đứng đầu cơ quan quản lý Kherson Sergei Grand nhận xét rằng cuộc tấn công của Ukraine tấn công vào thành phố, trong đó có khu dân cư nằm cách kho đạn không xa. Rất tiếc là cũng có những thương vong đối với những người bị thương và hàng chục người mất nhà cửa. Quan chức Vladimir Leontief nói với Russia State News Olestas, TASS đã có 17 binh lính bị thiệt mạng và chắc chắn rằng vẫn còn nhiều nạn nhân vẫn còn chưa được tìm thấy trong đống đổ nát. Những người bị thương đang được đưa đến bệnh viện, nhưng nhiều người bị kẹt ở trong căn hộ và nhà của họ. Các quan chức Nga thì nói rằng một vụ nổ xảy ra tại một nhà kho chứa phân bón. Ông ta cho rằng nhà kho không phải là nhà kho chứa bom. Được biết hầu hết các hệ thống tên lửa mà Ukraine sử dụng phần lớn do Mỹ viện trợ kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu ngày 24 tháng 2 tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu của Nga ở miền đông bị chiếm đóng, Ukraine. Nỗ lực của Ukraine nhằm vào nhiên liệu Nga và kho đạn dược được cho là thành công trong việc cản trở hoặc là làm chậm lại bước tiến của quân Nga nhằm củng cố và kiểm soát đối với Donbass, miền đông Ukraine. Được biết mới đây, ông Biden đã bắt đầu cung cấp tên lửa biệt danh sao hỏa cho Ukraine. Sau khi được báo cáo là chúng được đảm bảo bởi các quan chức Kyiv rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa hạng nặng để tấn công các mục tiêu của Nga bên trong nước Nga. Dường như không có một cơ chế xác minh để đảm bảo rằng các hệ thống tên lửa không được sử dụng để chống lại các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Các quan chức và nhà lập pháp Ukraine lập luận rằng quân đội Ukraine có quyền tấn công Belarus, một đồng minh quân sự của Nga và mục tiêu của Nga bên trong. Ukraine có mọi quyền để đánh vào Nga và Belarus, phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc là đảm bảo về quyền tự vệ của các quốc gia. Ông nói thêm, chúng tôi có quyền tự vệ khi lãnh thổ của chúng tôi bị tấn công. Kyiv cho đến nay đã từ chối bình luận về các cáo buộc của Nga rằng lực lượng vũ trang của Ukraine đứng sau một cuộc tấn công bằng trực thăng bay không người lái gần đây và các cuộc tấn công bằng pháo vào các thị trấn biên giới của Nga, bao gồm cả Belgorod và Bryansk, sau một loạt các cuộc tấn công vào kho đạn của Nga trong vùng Kherson. Các vụ nổ cũng xảy ra ở Luhansk. Cái gọi là nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk nói rằng binh lính Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không của họ. Theo báo cáo sơ bộ của các quan chức Luhansk, tên lửa được cho là bị bắn hạ gần làng Uvlan. Người đứng đầu quân đội Luhansk Oblast đã báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt kho đạn của Nga và vô hiệu hóa một bệ phóng tên lửa của Nga sau khi điều các nhóm trinh sát xâm nhập. Trong lúc này, quân đội Nga tiếp tục không ngừng bắn phá các vùng ngoại ô Luhansk. Tuy nhiên, người Nga có lẽ đang tiết kiệm kho dự trữ đạn dược của họ vì gần đây nguồn cung cấp đã bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của vũ khí tầm xa mới của Ukraine. Các kho quân sự của Nga tại Luhansk gần đây đã bị nổ tung. Lần trước vào ban đêm đã có sự hỗn loạn trong Luhansk tại khu công nghiệp khi các nhóm trinh sát xâm nhập để xem xét những yếu điểm trong phòng thủ của quân Nga. Chính quyền quân sự cũng cho rằng lực lượng chiếm đóng của Nga tiếp tục sử dụng pháo binh tấn công về khu vực biên giới hành chính, khu vực giữa Donetsk và Luhansk nhằm trả đũa các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa của quân Ukraine. Phần tiếp theo của chương trình xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin. Sự phong tỏa của Nga bị phá vỡ, các tàu Ukraine đã vượt qua ranh giới đỏ. Thưa quý vị và các bạn, Ukraine đã thay đổi sự cân bằng toàn cầu khi NATO đã tiến thẳng vào sườn phía đông và đang chuẩn bị kết nạp thêm hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Trong lúc này, Trung Quốc như được khuyến khích bởi động thái xâm lược của Nga và đẩy mạnh việc đe dọa Đài Loan nhiều hơn. Nhưng trên hết, đối với mối quan tâm của cả thế giới là người Nga, đã phong tỏa ở Biển Đen và nạn đói đã xảy ra do khủng hoảng ngũ cốc từ Ukraine không được xuất khẩu khi Nga kiểm soát vùng Odessa ngay sau khi cuộc xâm lược vào Ukraine và đóng tất cả các tuyến đường biển đến Ukraine. Cuộc phong tỏa này không chỉ là mặt quân sự mà Nga còn áp đặt một hạn chế thương mại đối với Ukraine. Đây là điểm báo của một thảm họa lớn cho thế giới này. Không phải là ngay lập tức được phản ánh từ tháng đầu tiên của cuộc chiến trùng với mùa đông. Tuy nhiên, trong những ngày sau, sự phong tỏa của Nga gây ra sự lo ngại trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia nghèo cần nhu cầu về lương thực, khiến cho cuộc khủng hoảng này đang leo thang. Vòng luẩn quẩn cuối cùng đã bị phá vỡ khi gần đây, hải quân pháo binh và không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine phát động một cuộc tấn công lớn vào Nga, chiếm đảo rắn bằng pháo, máy bay chiến đấu và tên lửa chống hạm, khiến cho quân Nga buộc phải rút lui do các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine kéo dài trong 4 ngày liên tiếp. Kremlin phải chính thức thông báo rút lui khỏi đảo rắn. Đây là cú đánh đầu tiên phá vỡ dây chuyền của hải quân Nga, phong tỏa Biển Đen. Các biện pháp phòng ngừa cần thiết đã được thực hiện trên Biển Đen, phía Tây và hải quân Ukraine lập tức triển khai lực lượng nhằm bảo vệ con đường thương mại. Con tàu đầu tiên cập bến các cảng của Ukraine
và các con tàu thương mại giờ có thể cập cảng Ukraine để lấy ngũ cốc. Dưới sự bảo vệ của Hải quân Ukraine, điều này được coi là bước ngoặt quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế thế giới. Bộ cơ sở hạ tầng của Ukraine tuyên bố rằng tổng số đã có 16 tàu đi vào cảng của Ukraine và họ có kế hoạch duy trì nhịp độ này. Ông cũng nhấn mạnh tầm tái lập giao thông vận tải biển để tăng tốc độ xuất khẩu ngũ cốc. Theo cách nói riêng của Bộ cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này đang đàm phán với các đối tác Romania và đại diện của châu Âu để tăng số lượng các tàu và ngũ cốc sẽ được chuyên chở ra khỏi Ukraine. Giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Những con tàu này đã được xác định chuyên chở chừng 2 triệu rưỡi tấn để vượt qua cuộc khủng hoảng ngũ cốc. Hiện nay được biết Hải quân Nga có tổng số 7 tàu chiến được trang bị tầm cỡ tên lửa hành trình trên Biển Đen. 7 tàu chiến này tiếp tục hoạt động với tàu sân bay tên lửa chiến thuật, sẵn sàng kiểm soát thông tin liên lạc. Hải quân trên biển của Nga kiểm soát bất hợp pháp và tuyên bố sẽ tấn công các tàu dân sự nếu không xin phép Nga đi vào khu vực nhạy cảm này, khiến cho các tàu không thể di chuyển trong Biển Đen, một tuyến đường biển quan trọng nhất trong khu vực. Nhưng Hải quân Ukraine dưới sự viện trợ của Mỹ với các tàu tuần dương hạm hiện đại, sẵn sàng đối đầu và tiêu diệt tàu chiến của Nga. Các thành viên NATO trong khu vực đang chuẩn bị bước tiến tiếp theo cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine được dễ dàng, thuận lợi. Vào ngày thứ Tư, Ukraine và Nga và Phái đoàn Liên Hợp Quốc đã gặp gỡ ở Istanbul để thảo luận về việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua đường Biển Đen. Đây là nỗ lực không mệt mỏi của Ukraine, Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây để tìm cách tháo gỡ sự bế tắc trong việc xuất khẩu ngũ cốc bị đình trệ nghiêm trọng trong những tháng qua. Nỗ lực đã được thực hiện để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngũ cốc ngày càng gia tăng ở thế giới và phương Tây đang cố gắng đối phó với vấn đề theo những cách khác nhau. Trong một tuyên bố về chủ đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói vào ngày mai ở Istanbul, các phái đoàn quân sự quốc phòng của các bên liên quan sẽ hội đàm về chuyến hành trình của các con tàu đến cảng Ukraine để nhập ngũ cốc, phân phối đến thị trường quốc tế bằng đường biển. Kênh liên lạc được thành lập tại cấp bộ để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực, mà được cho là cũng ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Phương Tây và Trung Đông hầu hết nhập khẩu các loại ngũ cốc từ Ukraine và Nga, và cũng có một số lượng nhất định từ Belarus. Nhưng Nga đã tước đoạt tất cả những điều này khi Nga xâm lược Ukraine. Ukraine có lẽ là quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng bởi Biển Đen khi Nga phong tỏa Biển Đen. Ngoài ra, phái đoàn của Bộ Quốc phòng Pháp đã đến thăm Moscow và phái đoàn quân sự của Ukraine đến thăm Ankara. Đây là kết quả của Pháp khi nước này đang cố gắng hết sức để hòa giải vấn đề này. Có một sự tín nhiệm của người Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, đặc biệt là ở châu Phi và hầu hết các nước châu Phi nghèo đều tin tưởng rằng Pháp có thể đóng vai trò trung gian để giải quyết vấn đề Ukraine. Cho đến nay, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Aka tuyên bố rằng họ nỗ lực để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và họ đã cung cấp cả nhân đạo và viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Quan chức quốc phòng lập luận rằng một giải pháp đối với vấn đề xuất khẩu ngũ cốc Ukraine cần đạt được khi Ankara phấn đấu để các bên gặp mặt trực tiếp. Kết quả của các cuộc đàm phán, họ có thể xuất khẩu từ 20 đến 25 triệu tấn ngũ cốc từ Ukraine để giải quyết nạn đói toàn cầu. Nếu không được giải quyết, đây là một tình huống có thể mang lại một mối đe dọa lớn đối với thế giới. Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo rằng thế giới đang gặp nguy hiểm, thảm họa do tình trạng thiếu hụt thực phẩm ngày càng tăng trên khắp thế giới, đặc biệt nghiêm trọng vào năm 2022 và nó có thể tồi tệ hơn nhiều vào năm 2023. Ông nói thêm rằng cây lương thực hiện nay ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Nông dân trên khắp thế giới đấu tranh để giữ giá cả và đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vào năm 2022. Báo cáo cho biết gần 100 triệu người ở 40 quốc gia đã phải đối mặt với việc thiếu lương thực. Điều này có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và chết đói hàng loạt nếu thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này. Sau cuộc khủng hoảng đói, lương thực và các sự kiện diễn ra ở Sri Lanka có thể được trích dẫn như một ví dụ về điều này. Những sự kiện như vậy có thể xảy ra ở nhiều người nghèo, các nước châu Phi và lan rộng ra toàn cầu. Được biết, hiện tại có tổng cộng khoảng 750.000 người đã phải đối mặt với cái đói và cái chết ở Ethiopia, Yemen, Nam Sudan, Somalia và Afghanistan là một trong những ví dụ điển hình về vấn đề này. Những đất nước này đã phải đối mặt với những hậu quả của cuộc chiến tranh và đang trải qua một thời kỳ thiếu lúa mì chưa từng có sau khi ngừng nhập khẩu từ Ukraine. Trong tổng số 13 triệu người sống ở Somalia được báo cáo là đang trải qua. Mặt khác, Ukraine cần phải vận chuyển 22 triệu tấn ngũ cốc ra khỏi đất nước vì nó cần một nơi để lưu trữ tiếp theo. Thật không may, sự phong tỏa này vẫn tiếp tục tạo ra nạn đói ở các nước châu Phi bởi ngũ cốc là món ăn và là nhu cầu cơ bản của hầu hết người dân châu Phi. Hy vọng điều này sẽ sớm được chấm dứt.